Vâng, X90 màn hình kích thước 65 inch, X90 đang về giá cho tất cả anh chị em nhà mình chỉ có hơn 17 triệu đồng thôi. Được màn hình tivi 65 inch và có độ phân giải cao và tần số quét 120. Hãy cùng em đi tìm hiểu trong cái video lần này mọi người nhé. Các bạn yêu mến em thì nhớ dành tặng cho em Long những cái nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ em cho các video mới nhất. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các bác. Vâng, các bác cũng đã biết rồi, các dòng sản phẩm màn hình tivi X90 là những dòng sản phẩm tivi cao cấp gần như là bậc nhất của Sony trong các năm gần đây. Chúng ta sẽ có một số những cái model đời thấp hơn, đó chính là các dòng tivi như là X75K, X80, X85 đúng không ạ? Thì trên nó sẽ là con X90. Thì đợt này bên em có về những dòng sản phẩm tivi là màn hình 65 inch có giá tiền chỉ hơn 17 triệu đồng thôi. Các bác sẽ sở hữu con tivi như thế này. Ở đầu tiên thì xin nhắc lại thì với các dòng sản phẩm tivi mà 65X90 là một sản phẩm có hỗ trợ màn tivi là màn Full OLED. Màn Full OLED cho ra anh chị em nhà mình cái hình ảnh nó đẹp và sắc nét hơn rất nhiều so với các dòng sản phẩm tivi có chạy màn hình tivi chỉ là LED 4K thông thường. Ở đây thì em xin nhắc đến đó là màn hình tivi 65X90K mọi nhá, X90K. Một sản phẩm của tuy là đã ra mắt từ năm 2022, tuy nhiên thì date sản xuất cho các bác hiện tại đang là cuối năm 2023 và đầu 2024 cho tất cả mọi người cho sản phẩm tivi là 65X90K lần này. Thì bên em hiện tại đang về một cái lô hàng nó rơi vào tầm độ 20 chiếc mọi nhá, tầm độ 20 chiếc cho sản phẩm tivi này. Để anh chị em nhà mình nào có thể mua nhanh trong cái đợt này chúng ta sẽ có hàng. Tránh trường hợp mà chúng ta mua chậm thì chúng ta không có hàng cho sản phẩm tivi 65X90K chỉ duy nhất trong cái đợt này thôi. Với cái số lượng mà nó có hạn mọi nhá, số lượng có hạn, do đó mà anh chị em nhà mình nào muốn mua tần số quét hỗ trợ cho mọi người tần số quét 120Hz X90K model màn Full OLED có hỗ trợ là chip XR Bravia XR, một con chip là mạnh nhất trên thị trường của Sony trong cái thời điểm hiện tại kể cả năm 2024. Hệ màu chúng ta có hiển thị được 1 tỷ màu sắc và độ báo hòa mở rộng với XR Chilumilus Pro. Âm hình ảnh có hình ảnh độ tương phản sống động với XR Contrast Button cho các tăng giảm độ tối sáng tuyệt đối. Chuyển động chúng ta có chuyển động mượt mà và sắc nét với XR Multi Clarity. Đây là những cái mà các dòng sản phẩm TV ví dụ như là X85 nó hoàn toàn không có. Hay là các dòng sản phẩm TV cấp dưới. Bởi vì X85 nó màn Full HD nhưng nó chỉ nó có cái màn hình của nó là màn hình Full HD nhưng mà cái chip của nó chip 4K thường thôi. Hiện tại thì với 65X85L của 2023 mọi người nhá, màn Full OLED bên em đang bán với giá hơn 20 triệu đồng. Đấy, hơn 20 triệu đồng các anh chị em nhà mình có thể đổi sang 65X90K với tầm giá hơn 17 triệu. Các bác có thể tin được không ạ? Chỉ duy nhất trong đợt này thôi mọi người nhá. Không những nó sở hữu cái cấu hình ảnh đẹp và sắc nét đến như vậy, nó còn có cả âm thanh hình ảnh hài hòa với âm thanh acoustic multi audio và hệ thống âm thanh Dolby Atmos trên sản phẩm TV như này. Sản phẩm này có hỗ trợ mọi người cái tần số quét cực cao lên đến là 120Hz. Cho em nhìn mình xem hình ảnh này, chuyển động này, cảnh này, nó mượt mà và không bị giật trong quá trình mà các bác muốn. Nhưng mà ít khi các bác chơi game ở trên cái dòng sản phẩm này, chủ yếu là mọi người xem chuyển động cảnh nó mượt thôi, đúng không? Ví dụ như là đua xe hay là bóng đá thể thao, phim hành động hay là các phước phim mà cần chuyển động cảnh nhanh thì con này nó sẽ giải quyết đầy đủ cho chúng ta. Đấy. Thiết kế của 65X90K của chúng ta trong đợt này nó thì là thiết kế viền tràn, ba viền như thế này. Thiết kế viền tràn vô cùng là đẹp mọi người nhá. Vô cùng là đẹp và sắc nét. Hỗ trợ tìm kiếm giọng nói qua câu lệnh là OK Google. Đây mình nhìn thấy OK Google. Với cái tầm giá là 17.690.000. 17.690 rơi vào khoảng 17.700. Là anh chị em như mình sở hữu con tivi này chỉ duy nhất trong đợt này với số lượng chỉ tầm dưới 20 chiếc thôi. Nó về số lượng khi mà bên em bán hết thì nó hết về hết cái phân khúc này và hết cái phân khúc giá như thế này mọi người nhá. Và mọi người lưu ý giúp em là mua trong cái dịp này thì bên em sẽ có đầy đủ hàng kho mới nguyên đai nguyên kiện cho tất cả mọi người. Đem sẽ quay cho bác xem cái công suất của nó là 200 bao nhiêu đây. Em sẽ zoom nhỏ lại quay xem nhá. Đây. Công suất là 244W. Hiệu suất năng lượng được đánh giá là 3.26 và Bộ Công Thương đánh giá cho nó là 35 sao. Một sản phẩm cực kỳ là chất lượng của thương hiệu là Soli. Chân của nó thì có hai kiểu để anh chị em nhé.
chân này. Chân này. Chân là chân kim loại thanh mảnh. Đấy, đẹp và bằng kim loại mọi nhá. Chân này thì các bác có thể để cao như này hoặc các bác có thể sát xuống dưới. Mà có hai lớp mọi nhá, các bác có thể kéo kịch cái màn hình này xuống dưới này sát này đều được. Thì đây này em đang để ở cái mức là mức cao. Đây các bác nhìn thấy một cái khe này. Để sát trong này đều được mọi nhá. Với kích thước của con 65 inch là chiều cao của nó rơi vào là 90. Nếu mà các bác để cả chân ấy thì nó rơi vào 90 91 cm. Còn anh chị em mình treo tường thì rơi vào chỉ còn tầm độ 87 thôi. 80 hơn 80 một chút thôi. Đấy. Kích thước chiều ngang thì nó là 1m46 cho sản phẩm tivi 65x90K. Con này thì em cũng đã giới thiệu rất nhiều bởi vì nó là những cái model hồi đời 2022 rồi. Tiếp tục bán trong năm 2023 và cho tất cả mọi người các dòng sản phẩm này. Chính vì vậy mà cũng có rất nhiều những cái video giới thiệu, đánh giá hay là trải nghiệm sản phẩm, bóc hộp, giao hàng các kiểu về cái sản phẩm TV 65X90K lần này. Các bác có thể xem ở trên YouTube về đánh giá chất lượng sản phẩm của con TV này để có những cái nhìn tổng quát hơn. Và tất nhiên rồi, khi mà chúng ta có một cái số lượng đông đảo khán giả đã sử dụng sản phẩm TV 65X90K và cho ra một cái feedback là tốt và nhiều ấn tượng thì sản phẩm TV này chắc chắn là sẽ được đón đợi trong năm nay, đúng không ạ? Hiện tại thì đang có một cái giá là 17.690.000. Thì em đang bật cho các bác một số những cái video demo để các bác nhìn nó sẽ được đẹp hơn. Đây, ví dụ âm thanh các thứ này. Đó, hình ảnh đi. Với cái dòng sản phẩm TV mà đem lại cho các bác cái hình ảnh nó có độ sắc nét, đẹp sẽ chuyển những cái video mà cái màu sắc nó được tươi. Đấy, màu sắc đây. Thì mọi người sẽ nhìn thấy là có một sản phẩm TV mà mọi người sẽ mua trong cái dòng TV X85 thì nó không được vượt trội bằng con này này. X80 cũng tương tự như thế, X85 thế. Bây giờ nó chỉ có S30 thôi. Tuy nhiên thì S30 bây giờ nó là tầm thấp rồi. Hay là X90L thì cũng hiện tại cũng chỉ còn vài cái phân khúc thôi. 65X90L hiện tại vẫn đang có hàng rồi nhá. Hiện tại thì vẫn đang có hàng. Tuy nhiên thì nếu mà so sánh với 65X90L của chúng ta đang có giá là trên bao nhiêu? Trên 27 triệu đồng cho sản phẩm TV này, mà hiện tại bên này con này đang bán có bao nhiêu? 17.700. Thì mọi người biết là nó đang chênh nhau rất nhiều luôn. Chênh nhau rất nhiều luôn, đúng không ạ? Chênh nhau tầm 10 triệu đồng. Lưu ý chứ là chênh nhau 10 triệu đồng. Hệ điều hành của chúng ta sẽ là hệ điều hành là Android trên nền tảng Google TV. Với cái số mà lượng chênh nhau mà 10 triệu như thế thì các bác cũng biết rồi. Một số tiền không phải là nhỏ. 10 triệu chúng ta hoàn toàn có thể mua được thêm một con sản phẩm TV 65 inch tầm trung nữa. Tuy nhiên thì với 65X90K và 65X90L nó không chênh nhau quá chi là nhiều nhá. Tuy nhiên thì tiền nó lại đang chênh nhau rất nhiều với tầm 10 triệu như vậy. Thì trong cái đợt này các bác em quay lên để mọi người nếu mà xem được video lần này của em mà yêu thích được sản phẩm TV 65X90L và 90K như thế này thì có thể mua tại siêu thị điện máy của Ecomax. Hàng mới đảm bảo nguyên đai nguyên kiện, mới nguyên 100%. Bảo hành chính hãng điện tử là 2 năm tại nhà. Đổi mới trong 30 ngày nếu gặp lỗi nhà sản xuất cũng sẽ hỗ trợ mọi người trong vòng bán kính 20 cây. Còn các khu vực tỉnh thì bọn em vẫn sẽ bảo hành điện tử chính hãng là 2 năm tại nhà trên toàn quốc rồi nhé. Nên là anh em nhà mình mua hàng yên tâm, hàng đều là hàng chính hãng của Soli. Các bác mua ở đâu cũng sẽ là bảo hành chính hãng. Ngoài ra thì chính sách của siêu thị cũng sẽ là tốt cho tất cả mọi người với phân khúc giá này, phân khúc bảo hành này, đúng không ạ? Mọi người mua sắm trong đợt này thì ở khu vực ngoài bán kính 20 cây, các bác sẽ hỗ trợ giúp em là 10.000 đồng một cây sau nhé. Ở các khu vực tỉnh thì tất nhiên là mọi người sẽ bên em sẽ gửi chuyển phát nhanh và mọi người sẽ cộng thêm một chút tiền vận chuyển vào đấy nữa. Để mà chúng ta chắc thì vận chuyển khu vực phía Bắc thì nó chỉ vài trăm nghìn thôi, đúng không ạ? Hệ thống này, xem có hệ thống gì nhá. Giới thiệu về TV này. Chúng ta có sản phẩm TV. Đấy. Tên là 65X90K. Với sản phẩm bộ nhớ. Bộ nhớ trong thiết bị của chúng ta là bao nhiêu đây? Bộ nhớ tích vào bộ nhớ xem nào. Bộ nhớ dùng chung của hệ thống là 4,4GB và kho bộ nhớ là khiên 15GB nữa. Chúng ta sẽ có tổng khoảng 20GB cho sản phẩm TV này. Đấy, rất nhiều luôn. Bộ nhớ thiết bị và bộ nhớ di động nhá, có hai bộ nhớ để các bác có thể tải về để sử dụng. Thì với cái bộ nhớ này thì các bác sử dụng thì thoải mái luôn rồi, không có tính gì cả. Tìm kiếm giọng nói qua câu lệnh OK Google là có đầy đủ nhá. Thử test xem có con này cài chưa nhá. Con này thì chắc cài rồi. OK Google. Tuấn Long review TV. Nói nha. OK Google. Tuấn Long review TV. OK.
Ok đấy. Các bạn nào yêu mến em thì nhớ vào kênh Tuấn Nông Review, ấn tặng xem Nông những cái nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ em trong các video mới nhất các bạn nhé. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Đây các bác bấm vào nút đăng ký ở đây để mà xem những cái chương trình khuyến mại hoặc là hướng dẫn sử dụng trên các sản phẩm TV em đều có up được trên kênh. Ok, thì một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video clip tiếp theo.